Bye.
Đây anh em ha, anh thấy em cầm là một con bộ đồng anh em ha, đồng rước trên cây gốm, con chim quá là vàng luôn anh em. Nãy em có quay cho anh em một cái đoạn lúc nó về đúng không, em quấn ngay đường bê tông này đó, quấn sát đường luôn mà chó nó ra dữ quá. Nãy giờ chó qua rồi xe qua hai kèo bắt rồi anh em ha. Đó, con chim nó quá là vàng, nó về đứng cây đó mà nó không sợ em luôn, xe em để đó. Chim quá là lì đó, bộ đồng tơ anh em ha. Rồi cả nhà xem clip vui vẻ nha, xem hai cho em một like đăng ký cả nha. Mới sáng sớm có hàng là vui rồi anh em ha. Mong ngày mới sẽ gặp được nhiều may mắn, bắt được nhiều thổ hay cho anh em coi nha.